Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đà Nẵng vỡ trận, Nguyễn Xuân Phúc vội đóng cửa thành phố đáng sống nhất. Trước tình hình dịch bệnh đang tràn lan, nhất là khả năng nhóm người Trung Quốc xuất hiện bất hợp pháp ngày càng bị bóc gỡ và bị dư luận xã hội phẫn nộ vì sự yếu kém trong quản lý nhân khẩu của công an Việt Nam, riêng đối với người Tàu. Có thể mầm bệnh lây lan tại Đà Nẵng bởi nhóm người Tàu đó, F0 tìm ra là cần thiết. Nhưng tuyên giáo một lần nữa định hướng dư luận cho rằng F0 là một võ sư người Mỹ, là một sự định hướng lưu manh. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, các bệnh viện ở Đà Nẵng trở thành những ổ lây nhiễm dịch khi hệ thống y tế không truy vết được nguồn bệnh. Các báo cáo thành tích, các bài báo tuyên truyền của ban tuyên giáo đã lần lượt bị bóc tẩy khi bác sĩ thừa nhận Việt Nam không đủ năng lực xét nghiệm cộng đồng. Sau khi báo Công an Đà Nẵng có bài viết định hướng dư luận về thông tin ca nhiễm F0 và bệnh nhân số 449 quốc tịch Mỹ, bác sĩ Cao Xuân Minh vừa có bài trả lời Tuổi Trẻ về việc tại sao không xét nghiệm cho người bệnh. Theo bác sĩ Minh, yếu tố cần và đủ để xét nghiệm cho các ca nhiễm virus Vũ Hán là dịch tễ và lâm sàng. Mặc dù các bệnh nhân phát bệnh có triệu chứng lâm sàng về hô hấp, nhưng dưới sự tuyên truyền lá khuét của Đảng Cộng sản về chuỗi ngày không có lây nhiễm trong cộng đồng, nên không đủ yếu tố dịch tễ như tiếp xúc với người bệnh đi từ vùng dịch trở về, nên không chỉ định xét nghiệm virus Vũ Hán. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam không thể xét nghiệm hàng triệu ca lâm sàng vì vô cùng lãng phí tiền bạc và nội lực, quốc gia nào chịu cho thấu, kể cả các quốc gia giàu có trên thế giới. Thông tin từ các bác sĩ này đã làm lộ rõ bộ mặt của hệ thống tuyên truyền khi hồi tháng 3 năm 2020, báo chí của chính phủ nổ văng miệng rằng Việt Nam đủ năng lực, nguồn lực, tinh thần, kinh nghiệm kiểm soát và đợt Vũ Hán. Báo chí Lê Đảng cũng phụ họa khi công bố thông tin Việt Nam có đủ năng lực sản xuất bộ test kit. 20 nước đã đặt mua bộ xét nghiệm từ Việt Nam. Tuyên truyền bị dân suốt 3 tháng qua rằng mọi thứ đã được kiểm soát để đến khi dịch vụ xịt bùng phát trở lại, chưa rõ từ đâu lại ra lý do rằng giảm lãng phí tiền bạc là cách chống virus Vũ Hán của Việt Cộng. Ví dụ dịch chưa xảy ra ở Việt Nam thì có thể tìm F0, chứ dịch đã tràn lan cả thế giới, Việt Nam cũng có hàng trăm ca từng nhiễm và đang nhiễm. Nên nhớ, nhiễm khỏi rồi cũng có thể bị tái nhiễm trở lại. Và điều hài hước là ông võ sư này theo lời kể 3 năm qua vẫn ở Việt Nam. Vậy mà tuyên giáo vẫn cố đóng đinh F0 cho ông này. Thưa quý vị và các bạn, tuyên giáo lái dư luận F0 là người Mỹ, là muốn người dân quên đi việc buôn lỏng biên giới để cho bọn Tàu tràn vào Việt Nam như đi chợ và như đi vào chỗ không người. Làm người chẳng ai làm vậy, tuyên giáo bỏ đi mà làm người. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói không có đảng và nhà nước nào nhân đạo và tử tế như Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là đối với con dân của nước bạn. Vừa là đồng chí vừa là anh em thì đảng ta đối xử rất tình sâu, nghĩa rộng, theo kiểu bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương. Với biên giới, môi liền môi, miệng liền miệng, dân Tàu Cộng đã xâm lấn Việt Nam hàng loạt, dân nghèo làm cột đèn, đi kiếm miền đất hứa. Và đảng Việt Cộng cũng có dân mang vi khuẩn Vũ Hán nhập khẩu Việt Nam theo lệnh của đảng của Tàu Cộng, chắc chắn cũng không thiếu dân tình báo được Bắc Kinh gửi qua cắm rễ khắp đất nước Việt Nam cũng không ít. Thưa quý vị và các bạn, nói chung cứ việc lội qua, nếu thoát khâu cửa khẩu thì sẽ lan ra khắp nước như những con virus Vũ Hán đang lan tràn khắp thế giới. Nếu vì đảng và nhà nước Việt Cộng phải bắt vài mạng để trấn an, xoa dịu dư luận xã hội Việt Nam, để sau đó con hoàng sẽ đối xử một với thần dân của đảng cha theo đúng tinh thần 16 vàng và 4 tốt.
đó là thay vì tống cổ dân tàu nhập lậu ngay lập tức về lại bên kia biên giới thì Đảng và Nhà nước ta sẽ ưu ái lấy tiền thuế của nhân dân nhằm nuôi nấng, chăm sóc cho đám nhập lậu phải cách ly 14 ngày. Cái này gọi là cách ly nhưng thực tế là chúng tống vào trong các cái khách sạn 5 sao, 4 sao để ăn dưỡng ở trong đó, chứ làm gì có chuyện cách ly. Tại sao phải cách ly? Sau đó dân nhập cư lậu này ở lại Việt Nam tiếp tục với người dân Việt Nam mới phải cách ly để bảo đảm không mang virus Vũ Hán trong người và truyền nhiễm. Không nuôi nướng, chăm sóc, cách ly đâu vào đó, xong thì Đảng và Nhà nước ta trân trọng giao trả đám tàu xâm nhập Việt Nam bất hợp pháp lại cho cố chủ. Tức là trước khi trao trả phải bảo đảm rằng thần dân của Thiên Triều không bị nhiễm khuẩn tàu. Cụ thể là ngày 28 tháng 7 vừa qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, bộ đội biên phòng Quảng Ninh đã tổ chức trao trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Đồng Hưng, Trung Quốc. Tiến trình diễn ra được báo Lệ Đảng đăng tải như sau. Sáng ngày 13 tháng 7 tại khu vực biên giới mốc 1365+200 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng Bắc Sơn đã bắt giữ nhóm người Trung Quốc gồm có 4 nam và 1 nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngay sau đó, đồn biên phòng Bắc Sơn đã đưa những người nói trên đi cách ly bắt buộc tại khu vực Center Ways, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi hết thời gian cách ly 14 ngày và không phát hiện ca nhiễm virus Vũ Hán, đồn biên phòng Bắc Sơn đã chuyển hồ sơ và đề nghị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái trao đổi với trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng, Trung Quốc tiếp nhận nhóm công dân Trung Quốc này để xử lý theo quy định. Tại sao các tội phạm này không bị xử lý bởi luật pháp Việt Nam và phải trao trả cho tàu cộng để chúng tự xử lý? Câu trả lời là đạo luật dẫn độ của tàu cộng và Việt cộng đã được ký kết và thi hành. Tội phạm tàu được tha hồ vào Việt Nam dưới bất cứ hình thức gì và tha hồ phạm tội vi phạm luật pháp, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ chăm sóc và trao trả nguyên vẹn, mạnh khỏe, an toàn về lại cho Đảng và Nhà nước tàu cộng. Câu mở đầu của bài viết có thể nói không có Đảng và Nhà nước nào nhân đạo và tử tế như Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ được sửa lại là có thể nói không có Đảng và Nhà nước nào khốn nạn và hèn hạ như Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam chính thức thực hiện cách ly xã hội tại thành phố Đà Nẵng đối với du khách kể từ nửa đêm 27 tháng 7 năm 2020. Du khách sẽ không được vào Đà Nẵng trong vòng 14 ngày tới. Sau gần 100 ngày không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng từ ngày 25 tháng 7, đến cuối ngày 26 tháng 7, Việt Nam đã có hàng loạt ca nhiễm mới gồm các trường hợp ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Tại cuộc họp sáng 27 tháng 7, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Ông cho rằng diễn biến những ngày qua cho thấy chủng virus mới xâm nhập cơ thể rất mạnh và các bệnh nhân phải thở máy ngay khi phát hiện. Ông Phúc nhấn mạnh chúng ta phải có thái độ dứt khoát, nếu không sẽ thất bại trong đợt chống dịch này. Tuy nhiên, ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc vẫn cảnh giác không dùng từ phong tỏa và nêu rõ những dịch vụ không thiết yếu phải dừng lại. Chúng ta chưa dùng từ phong tỏa thành phố Đà Nẵng nhưng phải có cấp độ cách ly xã hội. Sáng 27 tháng 7 năm 2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch virus Vũ Hán đã họp triển khai công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Võ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Nhiều chuyên gia khuyến nghị trước tình hình lây lan dịch bệnh ở thành phố Đà Nẵng cần phải tổ chức giãn cách xã hội, phong tỏa ổ dịch hợp lý, phong tỏa tất cả các nơi mà phong tỏa từng nấc. Thực tế, qua phân tích dịch tễ các trường hợp mắc bệnh đầu tiên liên quan đến 3 cơ sở Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình 3 bệnh viện này, nằm chung trên một khu đất.
Về việc phong tỏa 3 bệnh viện tại Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết sẽ áp dụng giống như bệnh viện Bạch Mai trước đây. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tối đa nhất về nguồn lực để cùng các địa phương tổ chức hiệu quả cách ly, truy vết, điều trị, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch. Một điểm đặc biệt và lưu ý là các ca bệnh ở Đà Nẵng nhiễm chủng virus mới lây lan nhanh. Thưa quý vị và các bạn, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay kết quả phân tích nguồn gen của virus từ các bệnh nhân cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam. Trước đây, Việt Nam đã phát hiện ra 5 chủng virus SARS-CoV-2 khác nhau. Chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định động lực của virus này tăng lên so với các chủng trước đây. Hiện vẫn chưa có mối liên hệ giữa 4 ca nhiễm mới. Ca nhiễm mới đầu tiên, bệnh nhân 416 bắt đầu có triệu chứng từ hôm 20 tháng 7 năm 2020. Hơn 100 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được làm xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính. Trong 3 ca mới nhất còn lại được ghi nhận vào cuối tuần qua, có một thanh niên 17 tuổi đi về về bằng giao thông công cộng từ Quảng Ngãi đến bệnh viện C Đà Nẵng để chăm sóc người thân. Hiện chưa rõ 4 người này bị lây nhiễm từ nguồn nào hay liệu các việc lây bệnh có liên quan gì với nhau hay không. Sự chưa rõ ràng về nguồn gốc lây bệnh khiến cho người ta lo sợ tất có thể sẽ có một đợt bùng phát mới diện rộng tại thành phố Đà Nẵng. Tính đến thời điểm chiều tối ngày 27 tháng 7 năm 2020, ổ dịch bệnh mới tại Đà Nẵng phát hiện thêm 11 trường hợp nhiễm bệnh, gồm 7 bệnh nhân và 4 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng. Toàn bộ 11 trường hợp này đều là cư dân thành phố Đà Nẵng. Một vấn đề đáng lo ngại khác là các ca nhiễm mới được ghi nhận là chuyển biến nặng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống đại dịch virus Vũ Hán, tình trạng của bệnh nhân 416 và 418 đều chuyển biến nặng. Cụ thể, bệnh nhân 416, ca đầu tiên được phát hiện tại thành phố Đà Nẵng trong đợt này, 57 tuổi, có tiền sử u nang trung thất, khối u trong lồng ngực và đã phẫu thuật cách đây 2 năm. Người đàn ông này khởi phát bệnh từ ngày 17 tháng 7 năm 2020 với nhiều biểu hiện ho, sốt. Đến ngày 20 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng với triệu chứng sốt nhẹ, chụp X-quang có tổn thương phổi dạng viêm. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng sau kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 chỉ 2 ngày sau khi nhập viện. Tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã nghiêm trọng. Theo đánh giá của Tiểu ban Điều trị chiều ngày 25 tháng 7, bệnh nhân suy hô hấp, đầu chi tím nhẹ và có biến chứng nặng của hội chứng suy hô hấp triển ARDS và bệnh nhân được chỉ định ECMO ngay trong đêm 24 tháng 7 năm 2020. Các bác sĩ tiên lượng các chỉ số và chức năng trong phạm vi kiểm soát, nhưng bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao, khả năng phải thở máy và lọc máu liên tục, dùng ECMO trong một thời gian dài. Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 3 tại Việt Nam can thiệp ECMO sau bệnh nhân 19 và 91. Bên cạnh đó, bệnh nhân 418, 61 tuổi cũng có nhiều bệnh nền, hiện có biến chứng suy hô hấp, suy tim cấp tổn thương thận và đang phải thở máy. Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cho biết bệnh nhân 418 có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp. Người đàn ông này khởi phát bệnh từ ngày 11 tháng 7 năm 2020. Sau 7 ngày không đỡ mệt, ho khạc, da đờm trắng, khó thở, bệnh nhân mới nhập viện. Truyền thông trong nước trích lời của các bác sĩ đánh giá rằng các chức năng trong phạm vi kiểm soát, nhưng tiền lượng nặng, khả năng phải thở máy và lọc máu liên tục trong thời gian dài. Tình hình trong nước trở nên căng thẳng khi đại dịch bùng phát tại Đà Nẵng, thành phố du lịch miền Trung nổi tiếng nhất Việt Nam. Thống kê lượng khách đặt chỗ của các hãng bay từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7, Cục Hàng không Việt Nam ước tính 80.000 người đang kẹt ở thành phố Đà Nẵng.
Bão VN Express ghi nhận trong ngày 26 tháng 7, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho các hãng Vietjet Air, Bamboo Airways, Jetstar Pacific tăng thêm 17 chuyến bay khứ hồi từ Đà Nẵng để giải tỏa khách. Vietnam Airlines đổi máy bay lớn hơn để chở được nhiều khách hơn. Giải tỏa lượng khách hành khách lớn ngày 26 tháng 7 năm 2020, Cục đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép duy trì các chuyến bay bình thường từ thành phố này đến thành địa phương khác tối thiểu 4 ngày tới ngày 27 đến từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020. Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng nhận định khách bị kẹt lại ở Đà Nẵng có thể hết tiền, thiếu chỗ ở, nếu không giải tỏa nhanh sẽ phát sinh thêm nhiều khó khăn. Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết Cục đã lên phương án lập cầu hàng không, yêu cầu các hãng tăng chuyến bay tối đa đi và đến Đà Nẵng trong khả năng có thể, kể cả bay đêm để giải tỏa khách từ Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhiều người ái ngại việc đưa người ra khỏi Đà Nẵng gấp rút có thể có nhiều nguy cơ lây nhiễm trên toàn quốc. Khoảng 80.000 người từ mọi miền đất nước được đưa ra khỏi Đà Nẵng mà không có xét nghiệm. Nếu trong số này có người bị nhiễm bệnh thì mức độ lan tỏa của đại dịch sẽ khủng khiếp đến mức độ nào? Cho đến tối muộn ngày 27 tháng 7 năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định dừng toàn bộ chuyến bay đến Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 để phục vụ yêu cầu giãn cách xã hội. Theo đó, toàn bộ chuyến bay nội địa chở khách đến và đi Đà Nẵng trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 28 tháng 7 sẽ phải dừng hoạt động. Các chuyến bay nội địa không dừng ở Đà Nẵng vẫn hoạt động một cách bình thường. Chiều tối ngày 27 tháng 7 năm 2020, các hãng hàng không cũng nhận được chỉ đạo của Cục Hàng không về việc tăng cường máy bay đưa hành khách ra khỏi Đà Nẵng trước 0 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2020. Kế hoạch bay tăng chuyến phải gửi gấp đến phòng vận tải hành khách của Cục Hàng không để xử lý. Việc dịch xuất hiện tại Đà Nẵng không gây ngạc nhiên với dư luận khi mà thành phố biển miền Trung là một trong các địa phương điển hình ghi nhận nhiều trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngày 11 tháng 7 năm 2020, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo lực lượng công an kiểm tra hành chính tại số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra hành chính khách sạn XC5557 đường Lost By, quận Sơn Trà, phát hiện thêm 27 người Trung Quốc cũng nhập cảnh trái phép. Chiều ngày 18 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, địa phương sát nách với Đà Nẵng, cũng đã phát hiện một nhóm người Trung Quốc đang ở trong một khu lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Theo cơ quan chức năng, 4 người đã bị tạm giữ tại chỗ và sau đó 17 người còn lại đã bị bắt tại thành phố Hội An. Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam đã khai đi bằng đường bộ. Lực lượng chức năng cho rằng khả năng là một đường dây đưa người vượt biên trái phép và có một đầu nậu giữ hết hộ chiếu của những người này. Chiều ngày 26 tháng 7, Công an Đà Nẵng cho biết đã cùng với Công an tỉnh Quảng Nam bắt một người Trung Quốc trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng, Quảng Nam. Dù chính quyền Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống đại dịch virus Vũ Hán đã có nhiều đối sách nhanh chóng như khoanh vùng, dập dịch và kiểm tra biên giới, cửa khẩu một cách chặt chẽ, yêu cầu người dân Đà Nẵng về khai báo y tế nhưng khai báo chỉ mang tính hình thức. Phương pháp xét nghiệm nhanh được nhiều người đề xuất thực hiện, đặc biệt là cho nhiều chục nghìn du khách du lịch ở Đà Nẵng. Đáng chú ý, bệnh nhân 420, 71 tuổi ở Đà Nẵng từng vào thành phố Hồ Chí Minh thăm con gái trong thời gian từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 tại chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Ngày 12 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và đau ngực. Đến ngày 21 tháng 7, bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng và nhập viện ngày 22 tháng 7. Ngày 25 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Bệnh viện C Đà Nẵng tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Trong diễn biến khác, rạng sáng ngày 27 tháng 7, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng
hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến tốc độ chuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, công an bắt giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ đến từ tỉnh Quý Châu, vượt biên gần 4 giờ bằng thuyền sang Lào Cai. Trước đó, 17 tháng 7, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, An Giang cho biết lực lượng biên phòng đã phát hiện 3 vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, trục xuất và đưa đi cách ly 11 người. Tại đồn biên phòng, họ khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối.